Thưa quý vị, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng do cơn bão số 5 gây ra tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Thống kê ban đầu cho thấy ở xã Phong Mỹ có gần 700 ha cây cao su và nhiều diện tích cây keo bị gãy đổ, hư hại. Hàng trăm nhà dân bị ảnh hưởng, gây nhiều hậu quả lớn cho người dân nơi đây. Cây cao su được xem là vàng trắng của người dân vùng Gò Đồi, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế. Nhờ cao su, nhiều hộ dân ở đây đã vươn lên thoát nghèo, trở thành hộ giàu, hộ khá ở địa phương. Nhưng bão số 5 đã làm gãy đổ hơn 700 hectare cao su, khiến các chủ vườn rơi vào cảnh điêu đứng. Thì tôi cũng mong chính quyền địa phương hỗ trợ chính sách để phục hồi rừng. Nắm thông tin người trồng cao su ở huyện Phong Điền bị thiệt hại nặng, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã xuống từng hộ dân cùng bàn với chủ vườn, lãnh đạo huyện để tìm cách tháo gỡ. Trước mắt, tỉnh giao cho huyện tìm nguồn tiêu thụ số gỗ cao su đã bị gãy đổ để giải quyết khó khăn trước mắt cho chủ vườn. Hiện nay thì với hơn 700 hecta cao su bị thiệt hại do bão, thì chúng tôi đang yêu cầu địa phương các cấp tìm kiếm cái nguồn tiêu thụ rồi thu hoạch để mà giải quyết cái khó khăn cho bà con. Ngoài ra thì theo cái chính sách hiện hành thì chúng ta sẽ tiếp tục phải thống kê chi tiết các cái khối lượng thiệt hại để chúng ta tiến hành có những cái chính sách để hỗ trợ giúp đỡ khó khăn cho người dân trong cái giai đoạn rất là khó khăn này. Bão số 5 đã gây thiệt hại nặng nề cho chính quyền, nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế với hơn 21.300 ngôi nhà bị sập và tốc mái, hàng chục trường học, trạm xá bị hư hỏng rất nặng. Ngoài ra cũng đã làm một người chết, 95 người bị thương. Phong Điền là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nhất trong cơn bão này. Cũng như các địa phương khác trong tỉnh, hiện tại huyện Phong Điền đang khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục nhà cửa bị tốc mái, tổ chức dọn dẹp vệ sinh để bảo đảm sinh hoạt trở lại cho người dân.